Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 7, Ma cỏ 1. Truyền thuyết Thái Lan kể rằng, cổ thuật còn được gọi là thuật vong tu hay ma cỏ, chỉ sống ký sinh trong cơ thể phụ nữ để hãm hại người khác. Những phụ nữ mang cổ trùng trong người được gọi là bà ma cỏ. Nơi ở của các bà ma cỏ thường là những nơi mà âm hồn ác quỷ tụ tập. Ở Thái Lan, những ngôi làng như vậy thường chẳng có ai dám bước vào. Cũng có những bà ma cỏ ở ngay trong thành phố, trú ngủ trong những con ngõ tối tăm nhất, thường gọi là phố ma. Một, Chôn cất xô chin xong, Nguyệt Bính vài lần muốn bắt chuyện với tôi nhưng tôi đều không nói năng gì. Không chỉ bởi những câu nói của Su Chin trước khi chết khiến tôi nghi hoặc mà tôi vẫn chưa thể nguôi được vết thương lòng do bị ăn cú lừa của Nguyệt Bính. Không ai có thể bù đắp được một tội lỗi gây chết người. Trên đường vào rừng, Nguyệt Bính đã đánh dấu cẩn thận nên chúng tôi trở ra rất dễ dàng. Dọc đường, chúng tôi cứ lầm lũi mà đi, chẳng ai thèm nhìn đến ai. Hết bắt xe bò hôi dình lại chuyển sang xe ba bánh sóc này lộn ruột khó khăn lắm mới chen lên được chuyến xe buýt đường dài nhồi đủ cả lợn gà ngan vịt cuối cùng cũng lên tàu quay về được chiêng mai. Trở lại phòng, bầu không khí trong lành khiến tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào, có cảm giác như mình được tái sinh. Vừa vào phòng, Nguyệt Bính lập tức châm bếp cồn, hì hụi nấu mì ăn liền. Tôi vẫn chưa hết giận, chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc. Đến khi mùi thơm sực nức sổ vào trong mũi, bụng tôi bỗng réo lên ỏng ọc. Tôi miễn cưỡng cầm lấy chai rượu trắng nó đưa cho, cắm cúi ăn uống. Hai hôm trước ngày lên đường tới Thái Lan, Doang tới tìm tao. Nguyệt bính sờ mũi. Ông ta nói về cặp mắt đỏ của mày. Tôi vẫn hút mì xì sụp. Tạc lờ như không nghe thấy nhưng sự thực thì tay tôi dòng lên còn dài hơn cả tay lừa. Thấy tôi vẫn cắm mặt vào bát mì, Nguyệt Bính thở dài, cũng gắp lấy một bát rồi lặng lặng ngồi ăn. Tôi chờ mà sốt cả ruột, lòng dạ để tận đầu đâu nên sặc một ngụm nước mì, ho sặc ruột một hồi mới thở được. Đành dục, cái thằng thái giám kia, mày thất đức vừa thôi, sao nói nửa chừng lại thôi thế? Mày post bài lên mạng mà theo cái kiểu này thì người ta cho mày ăn gạch đá chết luôn đấy thằng hoạn quan à. Tao đói mà. Nguyệt Bính thấy tôi dục dã thì lên mặt ngay tôi lập tức lừa giận mùn ngụt nguyệt bính nếu không phải tại mày lừa tao thì doang sẽ không thể tìm thấy làng rắn và những người đó không đợi tôi nói hết nguyệt bính giàn mạnh cái bát xuống bàn đừng nói nữa nguyệt bính hiếm khi mất bình tĩnh như vậy kỳ thực thì tôi đã thừa nhận nguyệt bính cũng là bị doang lừa nhưng cái chết của những người trong làng rắn khiến lòng tôi day dứt đau đớn nếu không phải tại hai con mắt đoe của mày thì tao đã chẳng bị lừa. Nguyệt Bính cười méo sạch. Nhưng tao cũng thừa nhận, khi thấy hắn biểu diễn cổ thuật cho tao xem, tao cũng thấy mê. Con người ta đúng là không nên có lòng tham. Mắt tao đỏ hay không thì liên quan quái gì đến chuyện mày bị lừa. Tôi dừng dưng vặc lại. Doang nói, tại mày trúng cổ nên mắt mới đỏ ngầu như thế, nếu không chữa trị kịp thì mày khó sống hết năm nay người gieo cổ cho mày sống trong một ngôi làng thần bí trong rừng vạn độc lý do gieo cổ là vì muốn luyện mày thành cổ người đương nhiên đầu tiên thì tao cũng chả tin đâu nhưng cổ thuật của doang mày biết mà đúng là ảo diệu đến không thể tưởng tượng cũng tại vì tao tò mò nên đã tin lời hắn vì không thể để mày biết chuyện này cho nên hắn đã sắp xếp để chúng ta cùng tới thái lan tao đưa ra một điều kiện là phải dạy cổ thuật cho tao thực ra thực ra là tao muốn chữa cổ trùng cho mày mày là bạn thân nhất của tao mà tao học được cổ thuật rất nhanh sau khi mày bị tai nạn doang đưa tao đến bệnh viện chữa cho cặp mắt của mày từ đỏ thành đen ngay trước mắt tao nên đương nhiên là lại tao càng tin sái cổ tất cả những chuyện sau đó mày biết cả rồi tao đâu có ngờ tất cả đều là âm mưu bài bản của hắn Nguyệt Bính kể liền một mạch rồi ngồi ủ rũ trên giường hút thuốc. Tuy nó kể rất ngắn gọn nhưng câu tao muốn chữa cổ trùng cho mày. Mày là bạn thân nhất của tao mà khiến tôi nghe mà mũi cay xe. Nguyệt Bính. Gì? Mày đúng là đồ đại ngốc. Hắn bịa đặt thế mà cũng tin. Mày ham cổ thuật quá nên bỏ cả bạn bè phải không? Tao sai rồi, mày chừa rủa tao thế nào cũng được lời nói của nó khiến tôi tắc họng ngồi im một lát rồi lại sực nhớ ra thế cái bệnh truyền nhiễm trong giảng đường hôm ấy cũng là do cổ thuật của doang gây ra à nguyệt bính khẽ cười điệu cười ma mãnh khiến tôi sờn cả gai ốc nó móc từ ba lô ra một thứ chìa cho tôi đó là một bao general đỏ loại thuốc mà tôi thích hút nhất tôi châm một điếu rít một hơi thật sâu Thái Lan là đất nước Phật giáo nên cũng hạn chế thuốc và rượu. Ngoài thị trường chủ yếu bán các loại thuốc Tây hiệu LNM, Manboro, 555 và Dunhill. Tôi vốn không thích hút thuốc ngoại nên thèm thuồng General đỏ từ lâu lắm rồi. Hút được vài hơi, cơn giận trong lòng tôi lại nguôi thêm đôi chút. Lúc ở làng rắn, Doang có nói là cổ độc do hắn gieo rắc. Nhưng nếu người gieo cổ độc chết đi thì cổ thuật tự dưng sẽ được phá giải. Còn lúc nãy, về đến trường, tao vẫn thấy có nhiều sinh viên trúng cổ trùng ra vào bệnh viện. Bí ngô, mày nói xem thế là thế nào? Thế thì lạ thật, tôi nhíu mày nói. Nguyệt bính mắt sáng rực, giờ tao sẽ lập công chuộc tội vậy. Mày có muốn đi trừ cổ độc ma cỏ với tao không? Ma cỏ là cái gì? tôi thấy từ này quen quen hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải nghĩ một lúc mới nhớ cái hôm cổ độc phát tác trong giảng đường rất nhiều sinh viên trong lớp đều hét lên ma cỏ ma cỏ nguyệt bính ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng kế bên phòng mình từng có người chết đúng không uông xa ấy à đúng vậy thú thực là lâu nay ta vẫn ở trong trường để theo doang học cổ thuật khi mẹ uông Sa rời khỏi trường tao có nhìn thấy nếu tao đoán không nhầm thì mẹ uông Sa chính là bà ma cỏ loại cổ quái quỷ này chính là do bà ta gieo rắc để trả thù cho cậu con trai bị chết oan bà ma cỏ tôi ngơ ngác trước thuật ngữ mới toanh này tôi thắc mắc chiêng mai rộng lớn thế này biết tìm bà bà ma cỏ ở đâu tất nhiên là tới những chỗ có bà ma cỏ thằng đần nói thế thì bằng thừa à Tao muốn ăn bánh chèo thì tất nhiên cũng biết là phải tới quán bánh chèo chứ không phải tới quán mì. Nguyệt Bính lại bắt đầu thu dọn hành trang, mày đến cũng lâu rồi, thế mày có biết con phố nào kỳ dị nhất Chiêng Mai không? Vừa nghe nó nói vậy, tôi bỗng dựng tóc gáy, Nguyệt Bính, mày đang nói đến phố ma đấy à? Mày định tới đó tìm lão ma cỏ. Là bà ma cỏ, không phải lão. Nguyệt Bính sửa. Với lại không phải tao đi mà là chúng ta. Tay tôi run cầm cập, điếu thuốc rơi toẹt xuống đất, tôi cũng chẳng còn hồn vía nào mà nhặt, tao không đi, tao khuyên mày cũng đừng có đi. Con phố đó rùng rợn kinh khủng, xảy ra bao nhiêu chuyện quái gở rồi đấy. Nghe đồn đó là con phố bị ma ám, bao nhiêu người đỡ chết bất đắc kỳ tử ở đó, mà không chết thì cũng hóa điên. Tao phải đi. Mày chắc chứ? Mày có khủng không, tự dưng đâm đầu vào chỗ chết. Tao không chắc nhưng tao muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Nguyệt Bính bỗng gào toáng lên. Tao cũng có lương tâm chứ. Tao đang hối hận muốn chết đây này. Tao không muốn cả quãng đời còn lại phải sống trong giàn vặt. Tôi thừa nhận, câu nói này đã khiến tôi lung lay. Có lẽ tôi cũng giống Nguyệt Bính, đang muốn tìm một việc gì đó để giảm bớt nỗi dây dứt của chính mình. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 7, Ma Cỏ, 2 2. Tôi và Nguyệt Bính đi lăng quăng trên phố Nguyệt Bính lúc ở phòng thì hùng hổ thế Nhưng giờ thì trông rõ là thấp thòm Thằng rừng mỡ này còn rảnh rang đi mua một bao gạo thái Một chai giấm, vài mảnh khăn vàng Lại có cả một túi bột vôi Chẳng lẽ nó định mang biếu bà Ma Cỏ để lôi kéo quan hệ Tôi hỏi Nguyệt Bính nhưng nó chẳng nói gì chỉ bảo cứ đến đó khắc biết. Còn dặn được sờ mó linh tinh, phải bám sát nó. Người Thái nhìn chung vóc người rất đậm, hai thằng tôi lênh khênh hơn mét tám đi trên phố rất dễ khiến người ta chú ý. Nguyệt bính lôi hai quyển sách trong ba lô ra, dối bùa vào tay tôi, chỗ doang có rất nhiều sách. Hai cuốn này tao thấy viết chữ phồn thể, không biết của triều đại nào nên tiện tay thó luôn. Nhưng tao chẳng thích đọc, mày thích thì giữ lấy mà xem tôi cầm hai quyển sách lên xem thấy là hai cuốn ảnh sách tokyo hot và sora aoi thì ngần người trợn mắt không hiểu chuyện gì ấy ghét hờ hờ học cổ thuật khô khan quá hôm đó tiện tay mua hai quyển này nhưng đã xem đâu mày nhìn này gáy sách còn chưa có vết gấp nhé tao đưa nhầm là hai quyển này cơ nguyệt bính giơ tay lên trên tay nó là hai cuốn sách cổ đóng gáy chỉ sách mà cũng nhầm được mũ mũ Chữ ngoài bìa chẳng biết là chữ giáp cốt hay chữ kim văn nhưng là chữ gì thì tôi cũng chả hiểu nên tiện tay dắt luôn vào cặp quần. Hai thằng tôi vừa đi vừa tán gẫu, vòng vèo qua mấy con phố cho tới khi bỗng thấy trước mắt tối sầm, cứ như trời tình lình sập tối. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời trói trang nhưng mõ phố phía trước lại tối om om, phả ra từng đợt khí lạnh lẽo dùng mình. Tới rồi đấy, coi chừng, mày bám sát lấy tao. Nguyệt Bính đan hai tay vào nhau vặn vẹo các món tay, lúc này mới giải thích với tôi. Truyền thuyết Thái Lan kể rằng, cổ trùng hay ma cỏ chuyên sống ký sinh trên cơ thể đàn bà rồi sau đó hãm hại người khác. Những người đàn bà mang cổ trùng trong mình bị gọi là bà ma cỏ. Sách cổ mô tả là bà ma cỏ mắt như châu xa, trên bụng, cánh tay và lưng có những đường sọc xanh đỏ đen vàng. Trong nhà của bà ma cỏ không bao giờ có mạng nhện hay tổ kiến ngày nào bà ma cỏ cũng để một chậu nước giữa gian nhà chính rồi nhân lúc không có người sẽ thả cổ trùng vào chậu cho uống nước nếu như bà ma cỏ thật bị giết chết mổ bụng ra sẽ thấy có cổ trùng bên trong thường thì cổ thuật chỉ di truyền từ nữ sang nữ ví dụ một bà ma cỏ có ba người con gái trong đó chắc chắn sẽ có một người học cổ thuật cũng có trường hợp truyền cho con gái nhà người khác như có cô gái đến nhà bà ma cỏ học nữ công được bà ma cỏ ngắm chúng, thế là âm thầm làm phép, khiến cho cô gái học được cổ thuật lúc nào không biết. Và tất cả đều được tiến hành một cách âm thầm lặng lẽ nên nghi thức và chú thuật như thế nào, người ngoài không ai biết được. Cổ trùng có nhiều loại, khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh, nếu không tìm thấy đồ ăn, chúng sẽ tấn công chính người mang cổ thuật, tức cổ chủ. Cổ chủ đau đớn khổ sở nên buộc phải gieo cổ trùng làm hại người khác. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt chương 7, Ma Cỏ, 3 3. Thành phố nào cũng có những con phố tối tăm khuất nẻo, ẩn tàng đủ loại mầm mống tội ác như ma túy, mại dâm, cướp giết hiếp. Các nhà xã hội học gọi hiện tượng này là hiệu ứng Samimot sao. Các nhà phong thủy học cho rằng, những con phố kiểu này thường nằm ở góc Tây Bắc, nơi âm khí nặng nhất tròn thành phố nếu khi quy hoạch thành phố không có biện pháp bổ cứu phong thủy thích hợp, lâu dần sẽ khiến nơi này trở nên tối tăm u ám, là trốn tụ tập của tệ nạn, tội phạm cũng như tà ma âm khí. Người đi qua đây thường cảm thấy lạnh lẽo, người sống ở đây chịu ảnh hưởng của trường khí, lâu dần cũng bị ma ám, sinh lòng tà ác, rất dễ trở thành tội phạm. Sao hiệu ứng Samimos? Vì trên mạng không có và mình cũng chưa nghe thấy bao giờ nên tạm thời chưa biết nó là gì hiện chúng tôi đang đứng trong một khu phố như thế này. Tuy tôi đến Chiêng Mai đã một thời gian nhưng rất ít khi ra khỏi trường. Nếu ai trải qua những chuyện như tôi thì chắc cũng chẳng còn tâm trí nào mà ra ngoài đi dạo. Bởi vậy, tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng Chiêng Mai lại có một nơi như thế này. Trong không khí tôi tâm ẩm thấp phảng phất mùi xác động vật thối giữa, vỉa hè ngập ngụa rác rưởi, hôi thối lợm rong. Những con chuột cống to tướng chạy nhoay nhoáy trên phố những đứa trẻ gầy trơ xương bới rác kiếm đồ ăn, mở những cặp mắt tròn lô lố nhìn chúng tôi. Mấy cô gái rất trẻ chỉ độ 15, 16, mặt bự phấn, ăn mặc hở hang đứng tựa tường, cười lẳng lơ ngoắc tay khều chúng tôi. Cách đó không xa, một đám thanh niên choai choai tóc nhuộm lòe loẹt như lông gà, cánh tay xăm trổ chi chít những vết kim tiêm cũng nhìn chúng tôi trong chọc. Một thần khoát tay rồi ngông nghênh tiến đến trước mặt chúng tôi, móc ra một con dao lò xo. Nhìn tao nhé, Nguyệt Bính thì thầm với tôi rồi mặt vác lên trời tiến lên, sao ạt đi khác. Xin chào. Thằng nhóc ngẩn người, ngoái nhìn đồng bọn rồi phá lên cười sằng sặc. Tôi loáng thoáng thấy phía sau thằng nhóc có một cái bóng lờ mờ nhô lên khỏi đỉnh đầu nó rồi tụt ngay vào. Chẳng lẽ nó cũng trúng cổ chung? Thoạt tiên, tôi hơi sợ hãi nhưng tôi biết Nguyệt Bính có tự tin đến mấy cũng không thể đùa giỡn với tính mạng có một người đồng hành kiên cường như vậy tôi cũng thấy vững tâm ít nhiều thế là tôi cũng bắt chước nguyệt bính ưỡn ngực vinh váo nhưng vẫn đứng im sau lưng nó cẩn tắc vô áy náy sao mà sao có một thành ngữ hán việt cẩn tắc vô yêu thì từ trên cũng tương tự như vậy trước khi làm điều gì cần suy nghĩ thật kỹ càng mọi mặt tránh cho sau này phải áy náy hối hận vì hành động đã làm của mình thằng nhóc kia càng cười dữ hơn nữa tưởng như cái miệng nó đã ngoác rộng đến tận mang tai, trên hàm răng đen xì còn dính một màu gì loe ngoe như cái dây. Tôi vừa nhìn đã ruột gan nhộn nhào, đó là nửa cái đôi chuột. Nguyệt Bính thì thảo với tôi, mồm miệng người thường không thể rộng thế được, chắc là nó trúng cổ ếch cổ nhái gì đó, chuyên ăn xác động vật và côn trùng. Mày nhớ kỹ đây nhé. Thật là một bài học trực quan sinh động, thằng nhóc kia cứ như tiêu bản cơ thể người để Nguyệt Bính dạy tôi thằng nhóc trợn mắt nhìn Nguyệt Bính. Tôi thấy trong cái miệng háo ngoác của nó đúng là có cái đầu cóc thập thò trong cổ họng. Một con ruồi vo ve bay qua, con cóc thẻ lưỡi đánh tách, dính may lấy con ruồi. Thằng nhóc lại cười sàng sặc, hai mép đã kéo đến tận mang tai thật. Mặt nó bắt đầu biến dạng, đằng sau hàm răng cải mả của nó từ từ nhô lên một hàm răng nữa dày xít, khớp khỉnh, da mặt cứ xanh mét đi, giữa chán có một đường nứt chạy loằng ngoằng. Bộp một tiếng, một con mắt bật ra khỏi chán, được dính với hốc mắt bởi một dài thịt, lõng thóng xuống tận chóp mũi, đảo qua đảo lại như bi. Tôi than thầm, lần này đúng là tự đưa đầu vào giỏ. Thằng Nguyệt Bính kia hung hăng đòi đi bắt bà ma cỏ nhưng giờ mặt mũi bà ma cỏ như nào còn chưa thấy, hai cái mạng của chúng tôi đã khó bảo toàn. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 7, Ma Cỏ, 4 4 Thấy lũ thanh niên choi trúng cổ đang tiến sát lại gần. Tôi chỉ trực đánh bài chuồn nhưng thấy Nguyệt Bính vẫn vinh váo như tướng quân lâm trận. Tôi vội dục Nguyệt Bính, mày thì chỉ tài đánh võ mồm thôi, chạy mau. Nguyệt Bính quay lại nhìn tôi, sắc mặt đầy hỉ hả, tao đang lo không tìm được tên nào trúng cổ để mày tận mắt chứng kiến. Giờ chúng nó đông thế này, đúng là cầu được ước thấy. Thằng này trúng cổ cóc, thằng kia trúng cổ bỏ cạp, thằng kia mọc mắt trên chán đích xác là chúng cổ nhịn. Nó cứ xìa tay năm ngón đọc oang oang, tôi cảm thấy mình cứ như thằng ngốc đang đứng xem thằng điên biểu diễn, thầm nghĩ, hay là sao sự việc ở làng rắn nó kích động quá hóa tâm thần mất rồi. Nguyệt Bính giới thiệu đủ một vòng mới vỗ tay vênh vang hỏi, bí ngô, mày nhớ chưa? Tôi vô thức gật đầu túi bụi như gà mổ thóc, thấy Nguyệt Bính vẫn còn tâm trạng để làm trò, tôi cũng vững tâm hơn ít nhiều. Vậy thì nụ cười tắt phụt trên mặt Nguyệt Bính. Mày mở mắt mà xem tuyệt chiêu trừ bỏ cổ trùng không hại đến mạng người của tao nhé. Đám trẻ choi đã quay lấy chúng tôi, thần thì ngoác miệng, thần thì vung tay chụp lấy Nguyệt Bính. Bốp, Nguyệt Bính gầm lên một tiếng, tung ra một cú đấm thôi sơn. Cú đấm dáng thẳng vào mõm gã choi chúng cổ cóc, từ cổ nó phụt ra một luồng khí xám xịt, một con cóc to bằng quả đấm văng ra ngoài lại một cú đấm dáng thẳng vào bụng một thằng khác, bụng nó lõm sâu như bị thùng, khi thu tay về, trong tay Nguyệt Bính loe ngoe thứ gì đó giống như con giòi. Lại hai cú đấm đồng thời dáng vào tai, từ trong tai bắn ra hai con nhìn. Nguyệt Bính gào lên liên hồi kỳ trận, bốp, 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 bốp. Bảy tên chúng cổ trùng theo nhau ngã nhào, chuyện xảy ra quá bất ngờ, Nguyệt Bính cứ như thình lình hóa thành ma thần tả sung hữu đột trước mắt tôi. Có lẽ do gần tượng quá hào hùng hoành tráng nên trong người tôi nhiệt huyết sôi trào, cả người bốc hỏa. Nguyệt bính túm lấy thằng nhóc trúng cổ cóc, lại đấm bùm bụp hơn chục cú vào bụng nó. Thằng nhóc cứ như vừa tỉnh ngủ, hàm răng lộn xộn trong miệng không thấy đâu nữa, đang ngơ ngác thì bị Nguyệt bính tẩn cho một trận, vật ra ngất xỉu. Nguyệt bính, cổ cóc trong người nó vẫn chưa trừ hết à? Tôi hỏi. Nguyệt Bính lại bồi thêm vài đạp nữa mới tưng từng đáp, tất nhiên là không phải, tại tao nhìn nó ngứa mắt quá. Lại còn sỏ lỗ tai nữa chứ. Tôi đờ người ra nhìn, thầm nghĩ thần kinh thằng này có vấn đề thật rồi, phải áp tải nó đi khám bác sĩ mới được. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 7, Ma Cỏ, năm năm gái bán hoa, trẻ lang thang kêu ré lên bỏ chạy tán loạn chỉ còn lại đám trẻ trâu nằm rên hừ hừ dưới đất. Nguyệt Bính châm thuốc hút, vừa hút một hơi liền trao mày, ngẩng đầu lên khịt khịt mũi, hình như đã đánh hơi thấy thứ gì đó. Tôi đang ngơ ngác, Nguyệt Bính bỗng quát tướng lên, lùi lại. Tôi đã nhìn thấy, phía cuối ngõ phố vừa bước ra ba người ăn mặc dị hợm, trang phục giống như của người miêu, người choang. Họ vừa lọt vào tầm mắt, khắp người tôi bỗng túa mồ hôi lạnh đi bên trái là một người béo phục vịt, quanh mình quấn một sợi dây thắt lưng sặc sỡ ngoe nguẩy, nơi khóa thắt lưng là cái đầu rắn thề lè lưỡi. Trên mình rắn vảy xanh vảy vàng đơ sen loang lổ, trên da có thứ gì đang nhúc nhích. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là một đàn giỏi nung núc đang chen chúc nhau tạo thành một hình đầu lâu. Đi giữa họ là một bà già héo hắt, người đàn bà đó, tôi đã từng gặp mặt. Đó chính là bà mẹ của Uông Sa cậu bạn bị cha lơm giết chết. Trên cổ bà ta có một vết chàm màu đỏ máu, trông giống như bị móc mất một mảng thịt, để lại một cái lô đẫm máu liên tục co bóp như tim độc. Tôi từ từ hít ngược một hơi, Nguyệt Bính đã đoán đúng, căn bệnh quái ác trong trường tôi chắc chắn là do bị họ gieo rắc cổ trùng. Mày biết dài cổ, mẹ Uông Sa hỏi. Nguyệt Bính nhân nháo đáp, phải. Mày là người Hoa, mẹ Uông Sa có vẻ ngạc nhiên là người miêu hay người choang? Người hoa, Nguyệt Bính nhún vai, lạ lắm à? Không phải phí lời với nó, người béo lắc hông một cái, con rắn rơi xuống đất, ngóc đầu thẻ lưỡi nhìn chúng tôi như sẵn sàng tấn công. Nguyệt Bính chẳng thèm đếm xỉa đến con rắn, cho mày ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, uông xa là do doang giết, không liên quan đến người khác. Doang đã chết rồi, bà đừng gieo rắc cổ thuật trong trường nữa. Doang, không thể nào, mẹ Uông Sa hét lên, lỗ thủng hình trái tim trên cổ đập dồn dập. Nếu không phải Uông Sa hạ độc, ba người bạn cùng phòng của thằng người tộc rắn Cha Lơm đã không chết, cũng không thể cô lập Cha Lơm khiến nó phải quay về làng. Tuy Cha Lơm không biết là ai hạ độc nhưng nó biết có điều mờ ám nên vẫn nhất quyết không chịu về làng, kiến tộc của chúng ta không có cơ hội bám theo. May sao chúng ta đã tìm ra được kẻ mang con ngươi đỏ. Uông Sa đã hạ độc nó buộc cha lơm phải đưa nó về làng chữa trị. Chính cha lơm đã giết chết Uông Sa, mà mấy hôm trước, Doang còn nói với ta, chỉ vài hôm nữa sẽ quay lại, đem cho chúng ta bí mật về bất tử. Hai chúng tôi u đặc, sự việc tưởng chừng đã kết thúc, nào ai ngờ vẫn còn nhiều nội tình phức tạp thế này. Hẳn là Doang muốn một mình nắm giữ bí mật bất tử nên đã giết chết Uông Sa không còn giá trị lợi dụng khiến mẹ cậu ta gieo cổ cho cả trường rồi lại dùng điều đó để lừa Nguyệt Bính dục tôi quay trở lại rừng vạn độc. Thật đúng là một kẻ tàn độc nguy hiểm. Tôi lại sực nghĩ đến một chuyện khủng khiếp hơn nữa. Một kẻ mưu ma trước quỷ thâm độc đa đoan thế này lị y có chết dễ dàng như thế được không? Tôi hoang mang nhìn sâu vào ngõ phố như sợ doang sẽ tình lình xuất hiện. Huyết cổ mà ta đã gieo, chỉ có một cách phá dài. Uông xa có từng ấy kẻ tùy táng, cũng được an ủi rồi đợi khi Doang trở lại, ta sẽ hỏi rõ đầu đuôi. Mẹ Uông Sa huyết lên một tiếng lanh lành, con rắn bắn vọt lên như cái lò xo, lao thẳng về phía Nguyệt Bính, quấn quanh cánh tay nó rồi há miệng đớp. Máu tươi bỗng chốc đen đặc, nanh rắn có nọc độc cực mạnh. Mẹ Uông Sa cười nhạt, sao không đánh trả, mày nghĩ rằng làm thế thì ta sẽ tha cho mày chắc. Bầy giỏi trắng nhợ trên mình người gầy bỗng mọc ra những cánh tay dài hẹp, bay ùa cả lên vo ve lao vào người Nguyệt Bính. Cả người Nguyệt Bính run lên bần bật, nó miến răng không nói lấy một lời. Tôi sợ hãi đến bùn rùn, Nguyệt Bính lúc này với Nguyệt Bính lúc nãy cứ như hai con người khác hẳn. Tôi rục rối lên, Nguyệt Bính, mày đánh trả đi chứ. Hơm, mẹ Uông Sa lạnh lùng nhìn tôi, đừng tưởng con mắt đỏ của mày bị cổ thuật che lấp thì ta không nhận ra. Đừng lo, rồi sẽ tới lượt mày con rắn đớp nguyệt bính liền mấy phát, nguyên một cánh tay đã châm đen. Bầy giỏi bâu kín trước ngực nó, đang hùng hục gặm cắn ra như muốn chui vào bên trong. Người học cổ thuật không bao giờ được phép đánh lại tiền bối. Câu nói của mẹ Uông Sa đã giải thích cho tôi biết lý do tại sao Nguyệt Bính lại đứng im. Nếu không, sẽ bị cổ trùng giết chết. Tôi nghe mà hãi hùng trong giả. Nguyệt Bính điên thật rồi, chắc chắn nó đã biết rõ quy định này thế mà vẫn đòi đi bắt bà ma cỏ, chẳng phải tự tìm đường chết. Tôi cuống lên, chẳng nghĩ được gì nữa, mặc kệ lũ giỏi bỏ gớm viếc, vội thỏ tay chụp lấy cổ con rắn. Nào ngờ con rắn lanh lẹ khác thường, thoát cây đã né được rồi ngoắt đầu cắn tôi. Cây răng nanh đầy nọc độc của nó đã sắp bập vào da tôi đến nơi rồi. Bỗng một tia sáng lướt qua, chém đứt phăng cái nanh của con rắn. Người béo rú lên đau đớn, Món trỏ và ngón giữa tay trái đứt phăng từ gốc móng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt chương 7, Ma Cỏ, 6 6. Trong tay Nguyệt Bính đã lăm lăm một con dao đa năng thụy sĩ, mặc kệ bầy cổ trùng cắn gặm thân mình, mỉm cười nói, bà nhầm rồi, nếu không để cổ trùng của bà cắn, sao tôi có thể một lần sư gọn. Rồi nó lừ tôi, tao đã bảo mày đừng có sờ mó linh tinh rồi cơ mà. Mẹ kiếp, mày mà ngủm thì tao còn chuộc lỗi cái con mẹ gì nữa. Tuy bị nó chửi nhưng trong lòng tôi rất cảm động. Nguyệt Bính vốc một nắm bột vôi, rắc ảo lên người. Nghe lép bép một hồi, bọn giòi tròn nung núc lập tức cháy đen, rơi xuống lả tả. Mẹ Uông xa cười phá lên, nghe mà rợn gáy, thế mày không sợ bị cổ trùng tấn công à? Sợ chứ, mẹ kiếp tôi sợ chết lắm chứ. Nguyệt Bính ném vèo một cái chai vào mẹ Uông um xa, con da Thụy Sĩ cũng bay vùn vụt theo chém vỡ cái chai ngay trên không. Một mùi chua loét nồng nặc sộc vào mũi khiến tôi chỉ muốn hắt hơi, cơn mưa giấm hắt thẳng vào mặt ba con người dị hờm. Thật quái lạ, ba con người kia bỗng dãy này như bị bắt dầu sôi, trên da nổi lên từng vệt đỏ loét rồi rộp lên những bọng nước trong suốt, phả khói trắng phèo phèo ba kẻ kia còn chưa kịp rú lên, Nguyệt Bính đã quấn khăn vàng vào tay, vốc một vốc gạo thái bỏ vào miệng rồi lao tới trước mặt mẹ ung sa, há miệng phun vào cái vết bớt đỏ loét trên cổ bà ta. Gạo dính vào vết đỏ nhưng không rơi xuống mà lập tức tan chảy, ngấm vào người mất biến. Vết đỏ lập tức lan ra khắp cổ rồi nổi hẳn lên, gân xanh, mạch máu nổi lên chằng chịt trông tựa như một quả óc chó khổng lồ, sau đó lại vụt teo lại, màu sắc nhạt dần rồi biến mất hẳn cơ thể teo tóp của mẹ Uông xa dẫy rụa trên mặt đất, gào khóc liên hồi. Hai kẻ béo và gầy đã định thần lại, vội lầm rầm tụng niệm, giơ hai tay vẫy rối rít, con rắn lại trườn về phía Nguyệt Bính. Từ trong cơ thể của người gầy nhung nhúc bò ra vô số con giỏi trắng nhờn, dày đặc súng xít, mò ngo ngoe uốn éo như một đám vừng trắng biết động đậy. Nguyệt Bính dụ tấm khăn vàng, chùm lên con rắn, chụp lấy đầu rồi vặn mạnh. Rắc một tiếng, đầu của người béo ngoẹo sang một bên, khóe miệng dỉ máu rồi ngã vật xuống đất. Người gầy hú lên từng hồi thảm thiết, giỏi trắng tiếp tục chui ra khỏi cơ thể, xòe cánh bay về 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 phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính tung ra một nắm vôi bột mù mịt, vừa chạm phải vôi, bầy giòi lập tức cháy khét, rụng xuống là tà. Nó lại tung ra một nắm gạo nếp, những lỗ chân lông đang bành rộng trên người gã gầy còn chưa kịp khép lại, từng hạt gạo nếp đã trôi tọt vào trong hấp người xin xít những hạt gạo, trông ghê rợn vô cùng. Từng hạt gạo nếp nhanh chóng nhão ra như cháo, chảy vào trong người gã. Gã rên lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đất, co giật một lúc rồi bất đồng. Giải cổ đi, Nguyệt Bính khẽ nói, việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, sao cứ nhất định phải đợi đến khi mọi người chết cả rồi mới chịu làm. Mẹ Uông Sa đang co quắp như con tôm luộc, nằm run lập cập, Nghe Nguyệt Bính nói vậy thì ngóc đầu dậy quát lên, muốn giải cổ chỉ có một cách, đó là ta phải chết. Nhưng, dù ta có chết cũng vô ích thôi. Nói đến đây, bà ta phá lên cười sằng sặc, rồi ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà lụp sụp phía cuối ngõ phố, lảo khào một câu không đầu không cuối, bắt đầu rồi. Pi, pi, giọng bà ta đứt đoạn, rồi cái đầu gục xuống bắt đầu. Chả nhẽ đã kết thúc rồi. Cảnh tượng hãi hùng khiến tim tôi như ngừng đập, Nguyệt Bính giơ tay quệt mắt, "Bí Ngô này, tại sao nhất định cứ phải đến chết mới thôi? Tại sao lòng thù hận có thể khiến người ta trở nên điên khùng? Tại sao tham vọng lại khiến thế giới này trở nên xa lạ?" Tôi lắc đầu. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 7, Ma cỏ 7. 7. Người trên phố không biết đã chạy đi đâu cả, đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm hình như không ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát mà đều nấp hết vào nhà cho yên thân. Có lẽ đây mới là bản tính của con người. Nguyệt Bính buồn bực nói, đi xem đi. Tôi đần người, xem cái gì? Câu nói của nà ma cỏ trước khi chết rất lạ. Nguyệt Bính trao mày, nhặt con dao đa năng lên, cưa vào đầu ngón tay, máu đen nhỏ xuống tong tòng. Tao muốn vào ngôi nhà kia xem thế nào. Nguyệt Bính, người học cổ thuật không được đánh lại tiền bối cơ mà. Nguyệt Bính băng bó vết thương, tao có dùng cổ thuật đâu. Từ lúc theo doang học cổ thuật, tao đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Trong nhà hắn có rất nhiều sách cổ, trong đó có nhiều sách phương thuật cổ xưa, tao đã muốn ngấu được không ít. Cách tao vừa dùng chính là biện pháp chân áp ác quỷ viết trong sách cổ, không ngờ cũng có tác dụng với cổ thuật. Tôi nghe mà phục sát đất, Nguyệt Bính đúng là vừa gan vừa tài. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng rụng rời, nguyệt bính ý của mày là từ đầu mày cũng chưa chắc mấy chiêu này có thể giải được cổ thuật phải không mày thông minh đấy nguyệt bính cười lúng túng suýt nữa thì tôi cấm khẩu mày khùng rồi phải không ngộ nhỡ chúng vô ích thì tao với mày chẳng đi đời nhà ma à kết quả thế nào nguyệt bính tưng tưởng vặc lại tôi cạn lời hoàn toàn lắc đầu bất lực mày thắng lúc này hai chúng tôi đã đến trước ngôi nhà Nguyệt Bính đẩy toang cánh cửa, một mùi tanh hôi xổ thẳng vào mũi. Tôi thò cổ nhìn vào trong, thấy trình hình giữa nhà là một cái bể tắm bằng gỗ vuông vức mỗi chiều phải đến 3 mét, ngoài ra không còn vật gì khác. Mùi hôi lanh lợm giọng bốc ra từ trong bể, tôi bước lại gần, vừa nhìn đã nôn thốc nôn tháo. Trong bể ngập ngụa xác tóc, rắn, rết, đều đã thối giữa, trông nhầy nhụa như một bể thịt thối rồi nhặng to bằng hạt đỗ bầu kín bên trên, rồi bỏ nhung nhúc bên dưới, trông tởm lợm không tài Nago chịu đựng nổi. Tôi nôn đến mặt xanh mật vàng, thì ra, đây chính là cách để họ luyện cổ chung. Đúng lúc đó, từ trong nhà vọng ra tiếng rên rỉ. Tôi giật nảy mình, nhìn vào bên trong, phát hiện ra ở góc tây bắc trong nhà treo một tấm rèm vải, lúc này đang rung rung. Hép me! Tôi nghe rõ có tiếng người đang kêu cứu bằng tiếng Anh. Nguyệt Bính bước lại gần, giật phăng tấm rèm. Một anh chàng tóc vàng đang co rúm trong góc tường. Anh ta gắng gượng ngẩng đầu lên. Tôi đã nhìn rõ, bên dưới mái tóc dài màu vàng là sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm, cái cằm vuông vức cương nghị như một vị thần Hy Lạp. Nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ ngây thơ ngơ ngác như trẻ nhỏ. Đầu tôi như thể bị dáng một nhát buống tôi loáng thoáng nghe thấy nguyệt bính hỏi anh là ai sao lại ở đây tôi là rách anh chàng tóc vàng phiêu phào đáp giang giang phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn